Xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề, Bay cùng Huy xin chia sẻ về khám phá cầu kính dài nhất thế giới, nơi phải đến khi du lịch Mộc Châu Sơn La, cầu kính Bạch Long. Đến nay, Việt Nam đã có 4 cây cầu kính. Sau khi cầu Ngàn Thông tại Đà Lạt, Lâm Đồng mới chính thức hoạt động phục vụ du khách vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, là công trình cầu kính duy nhất ở Tây Nguyên và miền Nam, dài 325m, rộng 3m, cao 90m so với mặt đất. Và cầu kính cao nhất Việt Nam, cầu kính Rồng Mây, tại Lai Châu, nằm ngay đèo Ô Quy Hồ, cách Sapa khoảng 17 km. Công trình gồm hạng mục thang máy lồng kính trong suốt cao 300m, nằm ở độ cao hơn 2.200m, dài hơn 500m. Cũng tại Mộc Châu còn một cây cầu kính nữa, đó là cầu kính Tình Yêu. Đây là cây cầu kính đầu tiên ở Việt Nam, nằm ngay cạnh thác Dải Yếm. Cầu có độ cao 22m so với dòng suối bên dưới, dài 80m và rộng 2m. Cuối cùng là cầu kính Bạch Long mà chúng ta đang tìm hiểu. Cầu kính Bạch Long, kỳ quan mới của đất trời Tây Bắc, được ôm trọn bởi cảnh sắc núi trời rực rỡ của Mộc Châu. Bước trên cầu kính Bạch Long khiến ta ngỡ như đang bước giữa không trung mênh mông. Cầu kính tựa cung đường mây nối liền hai sườn núi, vững mình giữa bạt ngàn rừng núi. Đầu đội trời, chân đạp đất không sai khi ví rằng cầu kính là nơi giao thoa giữa đất và bầu trời. Là một cầu đi bộ sàn kính được xây dựng tại tổ hợp vui chơi nghỉ dưỡng phức hợp khu du lịch Mộc Châu Iceland, một tổ hợp khu vui chơi nghỉ dưỡng phức hợp trong không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness World Records trao chứng nhận kỷ lục đường đi vách núi dài nhất thế giới hôm 28 tháng 5 năm 2022. Kỷ lục này xô đổ thành tích cầu kính đi bộ dài nhất thế giới ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với chiều dài hơn 526 mét. Cây cầu kính Bạch Long đang trở thành điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Dự án xây dựng công trình cầu được đầu tư vào tháng 2 năm 2020 có tổng số vốn lên đến 773 tỷ đồng. Khởi công xây dựng đầu năm 2021, cầu mở cửa đón khách ngày 29 tháng 4 năm 2022 và đây là cây cầu kính dài nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Đây là chiếc cầu kính thứ 3 hoàn thành ở Việt Nam sau cầu kính Tình Yêu và cầu kính Rồng Mây. Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632 mét, phần bắc qua vách núi dài 290 mét và phần bắc qua vách đá dài 342 mét. Độ cao của cầu là 150 mét, tính từ sàn cầu đến đáy vực bên dưới. Chiều rộng của mặt cầu là 2,4 mét, trong đó phần phía trên vách đá rộng 1,5 mét. Khoác lên mình chiếc áo kính trong suốt xanh Global của Pháp, ba lớp kính dày 4cm được cố định chặt chẽ, lấp lánh phản chiếu những gam màu xinh đẹp dưới của đất rừng Mộc Châu, nổi bật giữa khoảng không bao la rộng lớn. Với sức chứa 500 người cùng lúc tại phân đoạn cầu kính và 800 đến 1.000 người tại phân đoạn cầu ven núi, cầu kính Bạch Long không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp, đó là biểu tượng của sự hiện đại, một tầm nhìn hướng tới tương lai của con người. Cầu kính Bạch Long được kết nối từ 22 trụ tháp, mỗi trụ cao 30 mét. Bên dưới mỗi trụ tháp được khoan sâu xuống 30 mét bằng cáp chịu lực của Hàn Quốc. Toàn bộ hệ thống cáp treo đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Mỗi bó cáp treo gồm 7 sợi, đường kính mỗi sợi là 50mm. Cầu có hệ thống âm thanh để tăng trải nghiệm và ánh sáng bắt mắt. Không chỉ nhận được chứng nhận của Guinness, cầu kính Bạch Long cũng được Hiệp hội Kỷ lục Thế giới trao chứng nhận kỷ lục cầu đáy kính dài nhất thế giới. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Official của châu Âu cũng công nhận. Giá vé tham quan cầu kính là ngày thường 550.000 đồng với người lớn, 350.000 đồng với trẻ em. Còn ngày cuối tuần và dịp lễ thì 650.000 đồng với người lớn và 450.000 đồng với trẻ em. Trẻ dưới 1 mét được miễn phí. Ở cuối cầu đập vào mắt chúng ta là động chim thần, chóng ngập trước cảnh tượng huyền ảo, kỳ bí của hang động với những khối thạch nhũ lộng lẫy hình thành bởi tạo hóa qua hàng trăm, hàng nghìn năm cùng hệ thống đèn hiện đại phản chiếu lung linh khiến cho bức tranh thiên nhiên càng thêm phần hấp dẫn. Khi kết thúc trải nghiệm có 3 lựa chọn để đi xuống thung lũng một bay giữa không trung cùng Zipline Sky Tour BAI trên những miền XANH thiên nhiên với chiều dài gần 700m, chiều cao xuất phát 130-140m, đón đầu xu hướng. Zipline Sky Tour với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn sẽ là liều thuốc tinh thần khiến ai cũng phải phấn khích và thử một lần. Hai thang máy tàu vũ trụ Mộc Châu Space, trải nghiệm du hành vũ trụ với thiết kế độc đáo khi mô phỏng lại chiếc tàu vũ trụ nằm ngay giữa núi rừng hùng vĩ của Tây Bắc, và ba là di chuyển thang bộ với 999 bậc. Bên cạnh điểm nhấn là cầu kính Bạch Long, Mộc Châu Iceland còn sở hữu đa dạng dịch vụ lưu trú, khách sạn đoàn tàu, thiết kế hiện đại mang hình dáng của con tàu siêu tốc xuyên không tọa lạc giữa núi rừng thiên nhiên với hướng nhìn trọn khung cảnh Mộc Châu Iceland. Nebula Glamping, lấy cảm hứng từ hệ mặt trời, là lựa chọn lý tưởng cho đoàn đông. Lun Camping, phù hợp cho những du khách yêu thích thiên nhiên, được cùng gia đình và bạn bè quây quần bên lửa trại giữa khoảng xanh bát ngát. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm như trượt cầu vồng S-Line hay cảm giác tốc độ cùng đường đua F1 cắt lắp độc nhất Mộc Châu. Còn rất nhiều trải nghiệm như Water Gun thủy chiến ngập tràn niềm VUI,
4D Galaxy tổ hợp KHUVUI chơi TRONG nhà hiện đại, quảng trường khăn piêu sống như người Thái với những cung bậc cảm xúc. Khu ẩm thực nhà hàng Tạ Bậm Bu có đầy đủ các loại đồ ăn Âu, Á và đặc sản vùng Tây Bắc. Bể bơi vô cực The Soleil Infinity Pool, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em. Các bạn thấy sao về khám phá cầu kính dài nhất thế giới, nơi phải đến khi du lịch Mộc Châu Sơn La, cầu kính Bạch Long? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Nếu thấy video thú vị hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ Bay Cùng Huy nhé.